Quỳnh Châu Di Dung bị một nam diễn viên xúc phạm, phát ngôn chợ búa gây nóng mặt. Nam diễn viên hữu tài liên tục có những phát ngôn đầy thách thức với Quỳnh Châu và cả CEO sang vàng Di Dung. Đáng nói vốn là người nổi tiếng, thế nhưng người này có những phát ngôn thách thức đầy chợ búa. Cụ thể, ngay sau khi đêm chung kết Miss International Queen Việt Nam được diễn ra, có mặt tại sân khấu của sự kiện, nam diễn viên hữu tài, người vướng nghi vấn là bạn trai đồng giới của Dược sĩ Tiến, đã có những dòng trạng thái không thể khiếm nhã hơn trên trang cá nhân. Theo đó, anh chia sẻ cảm nghĩ về chiến thắng của Diệu Thảo, cho biết cảm phục và hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, đáng nói nam diễn viên bất ngờ có những lời lẽ xúc phạm đến mentor Quỳnh Châu và muốn thí sinh tìm nàng hậu ao hết thay vì có Hà Anh vào đến top 6. Thảo làm hoa hậu quá xứng đáng rồi, vui hơn là top 3 có hai thí sinh của team Thủy Tiên. Sẽ vui hơn nữa nếu Miễm Trần vào top 6 thay thế cho team Quỳnh Châu, không ai vào top 6. Sống là người ác thật thích thú, mà cũng đúng, Quỳnh Châu nên được vé an ủi. Nếu không ai trong team vào top 6 cũng kỳ, sống làm người ác thật vui, nam diễn viên hữu tài viết. Ngay lập tức, bạn trai tin đồn của Dược sĩ Tiến phải hứng sự phẫn nộ và chỉ trích từ cộng đồng mạng vì thái độ thiếu chuẩn mực và phát ngôn kém duyên. Tuy nhiên, trước sự tấn công của cộng đồng mạng, nam diễn viên càng liên tục tỏ thái độ thách thức dư luận. Thậm chí khi được một netizen hỏi có vấn đề gì với Quỳnh Châu thì nam diễn viên này thẳng thừng cho biết vì nhìn không thấy thích nên ghét, còn nếu sau này tiếp xúc rồi mà thấy thích thì sẽ xin lỗi Châu sau. Chưa hết, nam diễn viên này còn bày tỏ thái độ thách thức luôn cả CEO sen vàng bà Kim Dung và để lại bình luận chờ luật nhân quả đến với chị Dung, Quỳnh Châu. Nam diễn viên viết, anh cũng đang đợi luật nhân quả đến với Châu và chị Dung sen vàng đây, đợi xem hai người đó mặc sức ăn tài đây em. Khi bị nhiều fan sắc đẹp trong các cộng đồng lớn tiếng chỉ trích, nam diễn viên hữu tài gây sốc khi thể hiện thái độ thách thức đầy chợ búa. Theo đó, nam diễn viên gửi lời cảnh báo đến admin của một cộng đồng fan sắc đẹp và cho biết đừng để anh gặp người này ở bất cứ đâu trên đất Sài Gòn. Phát ngôn đầy chất ngang tàng chợ búa của người tình tin đồn Dược sĩ Tiến khiến công chúng ngán ngẩm. Hiện tại, sau loạt ồn ào không rõ vì lý do gì mà tài khoản của người này đã bị xóa. Hữu tài hiện đang nhận về hàng loạt sự chỉ trích, ai nấy đều cho rằng anh đang quá vô duyên, phát ngôn thiếu suy nghĩ và không kiểm soát được việc bản thân là một diễn viên, người hoạt động nghệ thuật. Netizen còn đồng loạt cho rằng nam diễn viên đang mong muốn tìm kiếm sự nổi tiếng, câu sự thu hút truyền thông nhờ vào cuộc thi để tên tuổi được nhiều người biết đến hơn. Được biết, Hữu Tài là Á quân gương mặt điện ảnh 2018, người từng được khán giả biết đến qua vai diễn đóng cặp với Dược sĩ Tiến trong web drama phim Nam Mỹ Tiến Bromance. Anh cũng là diễn viên quen thuộc từng xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Hạnh Phúc Máu, Chồng Người Ta. Tiến Bromance là một web drama Nam Mỹ thành công giúp cái tên Dược sĩ Tiến được công chúng biết đến và dành nhiều tình cảm hơn. Cặp đôi Tiến Tài trong phim này cũng được khán giả đẩy thuyền ghép đôi nhiệt tình. Bên cạnh tin đồn yêu đương thì vừa qua việc đồng sản xuất bộ phim Hạnh Phúc Máu, bộ đôi nhà sản xuất biên kịch kim diễn viên Dược sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài đã tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Hạnh Phúc Máu là dự án điện ảnh đầu tay đầy tâm huyết của Dược sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài đồng sản xuất, kết hợp giữa yếu tố tâm linh kinh dị và ẩn sau đó là hàng loạt bí mật động trời của gia tộc Vương Đình. Hạnh Phúc Máu đưa người xem bước vào một thế giới vừa căng thẳng, kịch tính, đậm màu sắc trinh thám, vừa giật gân và đa cảm xúc bởi những tình tiết kỳ dị nhưng không kém phần cảm động. Bên cạnh những cái tên gạo cội trong làng điện ảnh Việt, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nghệ sĩ Kim Huyền, mà kết hợp cực ăn ý giữa Dược sĩ Tiến, Phạm Huỳnh Hữu Tài về diễn xuất lẫn sản xuất phim ảnh trong Hạnh Phúc Máu khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Là nam diễn viên đang trên đà phát triển tên tuổi, thế nhưng phát ngôn của Hữu Tài đang khiến anh bị khán giả quay lưng. Hiện tại cả Quỳnh Châu và bà Kim Dung đều không lên tiếng phản bác lại những lời xúc phạm này.